Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý đại biểu, khách quý, để có thể thấu hiểu những chặng đường gian nan và chông gai nhưng rất đỗi vinh quang và tự hào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh, trân trọng kính mời quý vị cùng toàn thể các đồng chí theo dõi màn giới thiệu ra mắt cuốn sách lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh 1930-2020. Chỉ đạo chính Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh, phụ trách chung cô giáo Nguyễn Thị Bích Vân, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng, phụ trách tập luyện cô giáo Đỗ Thị Thanh Thủy, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng, thầy giáo Lê Văn Thủy, giáo viên làm tổng trách đội, xây dựng kịch bản cô Đỗ Thị Minh Tâm, cán bộ thư viện trường Trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng, đạo diễn Minh Cường, biên đạo Hương Giang, biểu diễn tập thể diễn viên là các em học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng, cùng sự góp sức hỗ trợ của các cô giáo ba trường mầm non Sao Mai, tuổi thơ và tuổi lỗ. Ngay sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Từ trong muôn vàn khói lửa của chiến tranh, biết bao máu xương của những anh hùng đã ngã xuống, cùng với khát vọng hòa bình của dân tộc, những bước chân chung nhịp hành tiến, những trái tim cùng chung nhịp đập, những câu hát đồng lòng vang xa, muôn triệu người hòa cùng tiếng ca, khối đoàn kết dân tộc của đất nước ta, tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quý vị, kể từ khi mới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân và tranh thủ mọi lực lượng dân tộc, dân chủ trong mặt trận dân tộc thống nhất để cùng nhau chống kẻ thù chung vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tại Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 10 tháng 9 năm 1953, người đã nhấn mạnh đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận dân tộc thống nhất đã có những hình thức và tên gọi khác nhau cho phù hợp với hoàn cảnh lịch sử. Song, ở bất cứ thời kỳ nào và trong mọi hoàn cảnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận dân tộc thống nhất, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã luôn phát huy tốt vai trò của mình, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng góp lại, viết nên những dấu ấn vẻ vang, tô thắm lịch sử dân tộc những trang vàng. Trong những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ biên cương nối liền một dải, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viết tiếp khúc tráng ca, góp công xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác mặt trận, nhằm tổng kết một cách có hệ thống cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Đông Anh trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng thời khẳng định những giá trị đóng góp và những tác dụng tích cực nhiều mặt của mặt trận đối với công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Đông Anh,
khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, sức mạnh khối đại đoàn kết của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh đã tổ chức sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh 1930-2020. Cuốn sách là công trình sưu tầm, biên soạn, nghiên cứu công phu, nghiêm túc trên cơ sở những dữ liệu, nhân chứng để tổng hợp, đánh giá một cách khách quan về lịch sử hình thành, tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh qua các giai đoạn lịch sử, khái quát những dấu ấn quan trọng để khẳng định vị trí, vai trò của công tác mặt trận trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Đông Anh đối với Mặt trận Tổ quốc huyện để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình qua các nhiệm kỳ để thấy được vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Cuốn Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh 1930-2020 được nhà xuất bản Hà Nội in xong và nộp lưu chiểu quý 4/2021 với 499 trang khổ 14,5 x 20,5 cm. Bìa sách với sắc vàng cam chủ đạo, bìa trước nổi bật trên nền vàng, hình ảnh cổng đền An Dương Vương kiến trúc tam quan, lầu vuông 2 tầng 8 mái, cong cong với đôi rồng đá uốn lượn mềm mại. Phần trên cùng của trang bìa là tập thể tác giả của cuốn sách cùng logo biểu trưng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chính giữa bìa là tên cuốn sách Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh 1930-2020 với kiểu chữ in đậm màu đỏ sẫm. Phía dưới cùng của trang bìa là tên và biểu trưng của nhà xuất bản. Bìa sau dưới logo, tên của cuốn sách chính là hình ảnh của Đông Anh, một đô thị văn minh, hiện đại trong tương lai, một điểm nhấn làm cho cuốn sách trở nên trang trọng, chân thực. Sau lời giới thiệu, bố cục cuốn sách gồm phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo. Phần mở đầu giới thiệu khái quát những đặc điểm truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương Đông Anh, một vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi truyền thống cha anh đã tạc nên, lịch sử, văn hóa bao đời đã gọi tên, lòng yêu nước và truyền thống cách mạng. Tự hào Đông Anh, một miền đất vẻ vang. Sự vững mạnh của Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh gắn liền với quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển lớn mạnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng bộ và các tổ chức chính trị, xã hội của huyện Đông Anh qua gần một thế kỷ, góp phần viết nên những trang sử truyền thống vẻ vang, rất đỗi tự hào của quê hương Đông Anh. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh và các tổ chức thành viên đã đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo lợi ích cho nhân dân, gắn bó chặt chẽ giữa nhân dân với đảng và chính quyền. Phần nội dung có 6 chương, đây là phần chính của cuốn sách với những trang tư liệu lịch sử chính thức về quá trình xây dựng, phát triển, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh, kết quả của những phong trào tiêu biểu, các cuộc vận động lớn, thành tích nổi bật của Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên trong quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương Đông Anh qua các thời kỳ. Cuốn sách rất có ý nghĩa trong việc lan tỏa, tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, văn hóa và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, đặc biệt là thế hệ trẻ. Với 340 trang, sách đã ghi lại những chặng đường đầy gian lao, thử thách nhưng cũng thật vẻ vang, rất đáng tự hào của Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Đông Anh qua các thời kỳ. Thời kỳ đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới cho đến nay. 6 chương trong phần nội dung của cuốn sách gồm: Chương 1, các hình thức tổ chức của Mặt trận Dân tộc Thống nhất và sự thành lập các tổ chức quần chúng cách mạng ở Đông Anh 1930-1945. Chương 2, Mặt trận Việt Minh ở Đông Anh, đoàn kết toàn dân, củng cố chính quyền cách mạng và tham gia kháng chiến chống Pháp tháng 9 năm 1945 đến tháng 10 năm 1954. Chương 3, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia công cuộc cách mạng xã hội, chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước 1954 đến 1975. Chương 4, thời kỳ đất nước thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1976 đến 1985. Chương 5, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng 1986 đến 2000.
chương 6, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 2001 đến 2020. Mở lại những trang sử anh liệt và hào hùng, chúng ta càng ngưỡng mộ và biết ơn, trân quý những người con ưu tú của Đông Anh đã vì nước quên thân, vì dân mà phục vụ, hy sinh bảo vệ quê hương. Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh cùng với nhân dân thủ đô và cả nước đã góp phần làm nên những chiến công vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngàn lời hay gửi trong trang sách quý, muôn dặm trường tạc nên từng câu văn. Khi nghiền ngẫm và lật dở từng trang sách, độc giả càng thấm những dòng kể lịch sử hào hùng và chân thật nhất. Nội dung cuốn sách sẽ đưa người đọc đến với những trang sử oanh liệt của nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh. Quả thật, khi đọc cuốn sách, độc giả như được đắm chìm trong một cuốn phim tư liệu khá toàn diện và đầy đủ. Để rồi khi hình dung về bức tranh quê hương Đông Anh, lòng mỗi người không khỏi dâng trào niềm khâm phục và tự hào về sự đóng góp của Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh và các tổ chức thành viên trong mỗi giai đoạn lịch sử. Tuy có nhiều gian khổ nhưng cũng rất đỗi anh hùng của Đông Anh nói riêng và cả nước nói chung. Xin mời quý vị cùng đến với chương 1 của cuốn sách, các hình thức tổ chức của Mặt trận Dân tộc Thống nhất và sự thành lập các tổ chức quần chúng cách mạng ở Đông Anh 1930-1945. Đông Anh đã được Trung ương Đảng lựa chọn để xây dựng an toàn khu ATK. Từ những cơ sở cách mạng tin cậy, gánh vác nhiệm vụ của ATK, Đông Anh đã có nhiều cơ sở được mở rộng đến các làng Vọng La, Đại Đồng, Vân Nội, Hải Bối, Phương Trạch, Xuân Canh, Văn Tinh, Lại Đà, Hội Phụ, Du Lâm, Cổ Loa, Dục Nội, Liên Hà, Vân Hà. Mặt trận Việt Minh nhanh chóng trở thành ngọn cờ tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đứng lên cứu nước, đánh đuổi quân xâm lược. Kính thưa các quý vị đại biểu, trong phần này, những trang hào hùng nhất là những trang viết về các tổ chức quần chúng cách mạng ở Đông Anh được thành lập và tham gia tích cực bảo vệ ATK cách mạng. Từ khi thành lập, Việt Minh đã nêu rõ tôn chỉ và mục đích của mình là liên hiệp hết thảy các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể cách mạng, các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại, chiến đấu đánh đổ chủ nghĩa đế quốc phát xít Nhật, giành độc lập cho nước Việt Nam, lập nên chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trở thành ATK của Trung ương đối với Đông Anh không phải là điều ngẫu nhiên. Sự phát triển sâu rộng, vững chắc của phong trào và cơ sở cách mạng qua thử thách là điều kiện thiết yếu cơ bản cho sự ra đời của một ATK có ý nghĩa toàn quốc. Để xây dựng ATK ở Đông Anh, Trung ương Đảng đã lập đội công tác đầu tiên gồm 3 đồng chí: Nguyễn Trọng Tỉnh, Trần Thị Sáu, Bạch Thành Phong và cử đồng chí Nguyễn Trọng Tỉnh làm đội trưởng kiêm bí thư chi bộ đội công tác, phụ trách từ vùng 3D Đông Anh sang Từ Sơn, một phần Gia Lâm. Cũng tại ATK Đông Anh, có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Mặt trận Việt Minh đã hoạt động tại các cơ sở Võng La, Vân Nội, Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Nguyên Khê và nhiều xã khác. Trong điều kiện Đảng hoạt động bí mật, quần chúng chỉ thấy Việt Minh, tin theo Việt Minh và làm theo hướng dẫn của Việt Minh nên ảnh hưởng của Việt Minh rất lớn. Khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó Liên minh Công nông làm nền tảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện Đông Anh đã có tác dụng quyết định khởi nghĩa, giành chính quyền một cách mau lẹ khi thời cơ đến ở tất cả các làng xã trên địa bàn huyện. Từ đây, nhân dân Đông Anh cùng nhân dân cả nước thoát khỏi cuộc sống nô lệ, lầm than, đứng lên làm chủ quê hương, bảo vệ và giữ vững chính quyền nhân dân non trẻ để chống thù trong, giặc ngoài, xây dựng và bảo vệ đất nước. Kính thưa quý vị, khép lại chương 1, xin mời quý vị đến với chương 2. Mặt trận Việt Minh ở Đông Anh đoàn kết toàn dân củng cố chính quyền cách mạng và tham gia kháng chiến chống Pháp tháng 9 năm 1945 đến tháng 10 năm 1954. Chúng ta sẽ được sống lại với những trang sách viết về sự hy sinh gian khổ nhưng vô cùng anh liệt, vẻ vang của quê hương Đông Anh trong kháng chiến chống Pháp. Với 50 trang sách, người đọc sẽ tràn đầy cảm xúc với từng câu chữ thấm đẫm sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú của quê hương Đông Anh. Những chiến công anh liệt và cả những đau thương, mất mát của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Đông Anh đã được mô tả, trình bày một cách xúc tích, chân thực trong chương sách này. Sau khi giành được chính quyền về tay nhân dân, nhiệm vụ của Mặt trận Việt Minh là củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, làm chỗ dựa cho chính quyền, động viên quần chúng tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng vừa mới giành được. Thực hiện chức năng của mình thông qua các đoàn thể cứu quốc, Mặt trận Việt Minh huyện Đông Anh đã tuyên truyền, vận động quần chúng hăng hái thực hiện 3 nhiệm vụ lớn: diệt giặc đói, diệt giặc gốc, diệt giặc ngoại xâm và kêu gọi toàn dân ra sức thực hiện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Mặt trận Việt Minh Liên Việt đã thực sự là tổ chức tập hợp đoàn kết mọi giai cấp, mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội tham gia chương trình kháng chiến, tạo nên một sức mạnh to lớn để giành thắng lợi. Chủ
chúng ta có thể tìm thấy trong sách tất cả các thông tin cần thiết như ở thôn Gia Lộc, Dục Nội, Việt Hùng, nhân dân còn đào hầm Chữ Chi, chạy suốt chân thành Cổ Loa, địa đạo Nam Hồng, một di tích lịch sử độc đáo, tiêu biểu, minh chứng cho truyền thống yêu nước bất khuất của nhân dân Nam Hồng, một xã mẫu mực xây dựng làng xã chiến đấu trong kháng chiến chống Pháp. Địa đạo Nam Hồng đã xây dựng được 465 hầm bí mật, 2.680 hồ chiến đấu trên 8.000m thành lũy và hơn 600 cổng rong, và cả những trận chiến đấu lớn nhỏ diễn ra ở địa đạo chống lại các cuộc càn quét lớn nhỏ của địch. Sách giúp chúng ta hình dung khá rõ nét những sự kiện lịch sử tiêu biểu thông qua các con số trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ trang 117 đến trang 119. Tổ chức chiến đấu 627 trận, 130 trận đánh bốt, 175 trận chống càn, 112 trận đánh mìn và đào hố nghi binh, 75 trận phục kích, 90 trạng quấy rối các bốt địch, 45 trận phá âm mưu bắt phu, bắt lính của địch, tổ chức 62 lần cắt dây điện, 61 lần gọi loa địch vận và giải truyền đơn, tiêu diệt nhiều sinh lực của địch, tịch thu 1 xe tăng, 25 xe quân sự, 6 cano, 55 bốt và tháp canh, 472 súng các loại, gần 2.000 lựu đạn và gần chục nghìn viên đạn các loại. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Đông Anh đã động viên 2.690 thanh niên tổng quân, đóng góp 68.540 ngày công phục vụ các chiến dịch, đóng góp cho nhà nước 16.263 tấn thóc. Nhưng 1.239 du kích, bộ đội, cán bộ, đảng viên đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu tại địa bàn huyện và các chiến trường trên toàn quốc. 351 đồng chí đã hy sinh phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, Đảng bộ huyện Đông Anh tổ chức meeting toàn huyện với trên 10.000 người tham dự mừng thắng lợi sau 9 năm kháng chiến đầy hy sinh gian khổ, nhưng hết sức vẻ vang và đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Với thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến 9 năm gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các lực lượng vũ trang huyện Đông Anh cùng nhân dân 19 xã của huyện đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp. Đó cũng là niềm tự hào, là động lực và cũng là tiền đề vững chắc để Đông Anh cùng cả nước bước vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ cách mạng tiếp theo. Chương 3. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước 1954-1975. Mặt trận Tổ quốc tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1954-1965, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1965-1975. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên huyện Đông Anh đã sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua Ba sẵn sàng, ba đảm đang, tay cày tay súng, tay búa tay súng, vừa chiến đấu, vừa sản xuất và chiến thắng, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, vượt định mức giành 3 điểm cao, để thực hiện tốt lời kêu gọi của Bác, tất cả vì miền Nam ruột thịt, nêu cao tấm gương bất khuất, kiên cường, góp phần cùng cả nước trường kỳ kháng chiến, giành đại thắng mùa xuân 1975 lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Có nhiều con số ấn tượng được thống kê trong chương này với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt. Chỉ trong 10 năm 1965-1975, Đông Anh đã tổ chức 23 đợt tuyển quân với trên 27.000 thanh niên nhập ngũ, hàng chục cán bộ được chi viện cho miền Nam, 419 đồng chí được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, 717 thương binh và 2.250 liệt sĩ. Đặc biệt, quê hương Đông Anh đã có xã Uy Nỗ và 4 cá nhân được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ: Anh hùng Lê Hữu Tự, Anh hùng Đinh Thế Văn, Anh hùng Nguyễn Đỗ Ngoạn và Anh hùng Đào Duy Cảnh. Tại xã Nguyên Khê có một con đường rộng đẹp cùng với ngôi trường tiểu học được mang tên Anh hùng Lê Hữu Tự và một trường tiểu học được mang tên Anh hùng Tô Thị Hiển.
Tại xã Đại Mạch có một trường trung học cơ sở được mang tên anh hùng Bùi Quang Mại. Chương 4 và 5, thời kỳ đất nước thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1976-1985. Hiện công cuộc đổi mới của Đảng 1986-2000. Cuốn sách giúp chúng ta có cái nhìn tổng thể suốt chặng đường 40 năm của Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh. Thời kỳ đầu, Mặt trận Tổ quốc Đông Anh đã góp phần tham gia khôi phục kinh tế, xã hội sau chiến tranh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đóng góp sức người, sức của cùng cả nước tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Từ năm 1986, thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng Mặt trận Tổ quốc huyện góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Những đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển huyện Đông Anh trong giai đoạn này đã được Đảng, Nhà nước và huyện Đông Anh ghi nhận, biểu dương, khen thưởng xứng đáng. Đến với chương 6, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 2001-2020. Ở chương này, người đọc sẽ được hiểu rõ hơn các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên huyện Đông Anh những năm đầu thế kỷ 21, 2002-2020, cũng như tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 2011-2020, với nhiều hoạt động sáng tạo để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác tôn giáo, công tác đối ngoại nhân dân, công tác tổ chức trong hệ thống mặt trận các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Đông Anh trong giai đoạn mới, nhằm phát huy mọi tiềm năng và nhân lực để xây dựng huyện Đông Anh thành một quận văn minh, hiện đại và phát triển bền vững của thủ đô Hà Nội. Phần kết luận đã có những nhận xét, đánh giá quan trọng và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trước khi cuốn sách khép lại. Ở phần phụ lục, các tác giả đã giới thiệu chi tiết danh sách và ảnh chân dung của các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh qua các thời kỳ, cùng với gần 300 bức ảnh tư liệu về các kỳ đại hội, các phong trào hoạt động tiêu biểu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh. Từ đại hội lần thứ 12, số lượng ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh đã được tăng đáng kể. Từ đại hội 17 đến nay, mỗi nhiệm kỳ có 65 ông bà được bầu làm ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh. Tiếp tục tập hợp và hoạt động có hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân, khởi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước, quyết tâm xây dựng huyện Đông Anh trở thành quận, thủ đô thông minh, thành phố phía Bắc của thủ đô Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới. Qua đó ta có thể thấy 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh và các tổ chức thành viên đã kế thừa, phát huy được truyền thống quý báu của con người Việt Nam. Ở mọi thời kỳ lịch sử và cách mạng, Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh đều có những đóng góp to lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Với những thành tích lớn lao đó, Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh đã được vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Huân chương lao động hạng 3 và hạng 2 vào năm 2006 và năm 2011. Có thể thấy, cuốn sách có giá trị này được phát hành sẽ rất có ý nghĩa trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, văn hóa và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, nhất là thế hệ trẻ. Với sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh qua các thời kỳ đã góp sức cho việc sưu tầm, biên soạn nội dung cuốn sách này. Đây là một món quà quý chào mừng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh tròn 90 tuổi. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã lắng nghe phần giới thiệu. Chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc buổi ra mắt cuốn sách của chúng ta thành công tốt đẹp.
năm xưa nhiều gian lao ta đã qua, vinh quang hơn kỷ nguyên thăng tâm khơi bày ánh sao soi đường. Nay trên đường ta vẫn tiếp còn trông gai bao khó khăn, chúng ta kết đoàn vì đất nước ta luôn sẵn sàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.